lãi suất ngân hàng hôm nay 18 tháng 9 tiếp tục ghi nhận thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động, qua đó trở thành ngân hàng thứ 10 tăng lãi suất trong tháng 9. Đó là ngân hàng nào? Các bạn hãy xem tiếp video để cùng biết nhé. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB vừa tăng lãi suất huy động sau hơn 2 tháng với mức tăng 0,05% trên năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 0,1% trên năm đối với tất cả kỳ hạn còn lại. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng gửi dưới 200 triệu đồng được ACB công bố sáng ngày 18 tháng 9, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,1% trên năm, kỳ hạn 2 tháng 3,2% trên năm, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất mới là 3,5% trên năm. Với việc chỉ tăng 0,05% trên năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng nhẹ nhất trong đợt điều chỉnh này khi vừa chạm ngưỡng 4,2% trên năm, trong khi đó lãi suất mới của kỳ hạn 9 tháng nhích lên 4,3% trên năm và lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng là 4,9% trên năm. Tuy vậy, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 đến 12 tháng tại ACB vẫn ở mức rất thấp so với lãi suất chung trên thị trường cùng kỳ hạn, chỉ cao hơn lãi suất tại SCB, SeaBank và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh. ACB phân loại lãi suất theo phương thức lãi suất bậc thang với 4 mức: dưới 200 triệu đồng, từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. So với biểu lãi suất ngân hàng dành cho tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất dành cho các mức tiền gửi còn lại lần lượt được cộng thêm 0,1% trên năm, 0,05% trên năm và 0,2% trên năm. Với cách tính lãi suất trên, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại ACB dành cho khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng. Với mức tiền gửi này, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,3% trên năm, kỳ hạn 2 tháng 3,4% trên năm, kỳ hạn 3 tháng 3,7% trên năm, kỳ hạn 6 tháng 4,4% trên năm, kỳ hạn 9 tháng 4,5% trên năm và kỳ hạn 12 tháng cao nhất cũng chỉ 5,1% trên năm. ACB là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trong hôm nay, đồng thời trở thành ngân hàng thứ 10 tăng lãi suất kể từ đầu tháng 9. Cùng với Đông Á Bank, Ocean Bank, Việt Bank, GB Bank, Agribank, Bắc Á Bank, NCB, OCB và BV Bank. Ngược lại, AB Bank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động trong tháng này với mức giảm từ 0,1 đến 0,4% trên năm các kỳ hạn 1 đến 12 tháng. Bạn đánh giá mức lãi suất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xung quanh thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn đang tìm kiếm những phụ kiện không thể thiếu cho chiếc xe máy của mình? Hãy cùng khám phá ngay top 5 phụ kiện hot nhất mà bạn không thể bỏ qua. Phụ kiện đầu tiên là bạc phủ xe máy Hinata với 3 lớp chắn nhôm chống xước, chống nắng và mưa. Bạn cần một giá đỡ chắc chắn cho điện thoại khi di chuyển. Giá đỡ X-Tiger bằng ABS cao cấp, phù hợp cho xe máy và xe đạp leo núi. Với túi treo đầu xe, bạn có thể dễ dàng đựng điện thoại, ví tiền và các đồ dùng nhỏ. Thiết kế nhỏ gọn nhưng cực kỳ tiện lợi. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Khóa phanh đĩa Konoha làm từ thép nguyên khối, thiết kế thông minh giúp bảo vệ xe của bạn khỏi mọi mối đe dọa trộm cắp. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mũ bảo hiểm NT Max Classic 3/4 Precise dành cho cả nam và nữ, giúp bảo vệ bạn an toàn khi di chuyển. Để tri ân quý khán giả, Cà Phê Lên TV dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hãy nhanh tay nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để sở hữu ngay những sản phẩm trên Shopee với mức giá ưu đãi nhất nhé.